Tuyết Phương và Minh Đông xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình tin mừng hôm nay do giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thực hiện gồm có chia sẻ tin mừng với cha Phaolô Nguyễn Tất Hải, thánh ca về tin tức Công giáo. Phần cuối cùng là một câu chuyện về thánh Ignacio Loyola. Tuyết Phương và Minh Đông kính mời quý ông bà và anh chị em cùng xem. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Khi ấy Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Ngài đến các thành và các nơi mà Ngài sẽ tới. Ngài bảo các ông rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này ta sai các con như chiên giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an thì sự bình an của các con sẽ đậu trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con hãy ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng nước Thiên Chúa đã đến gần các người. Đó là lời Chúa. Ngày hôm nay giáo hội và các riêng dòng Chúa Cứu Thế mừng lễ Thánh Alphonso, giám mục tiến sĩ hội thánh đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Ở đây có ai tên thánh bổn mang là Alphonso có ai không? Tên thánh Alphonso. Giáo hội có nhiều vị thánh, thánh nam, thánh nữ, và những vị thánh đó trong cuộc đời của mình khắc họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu một cách nào đó. Và dĩ nhiên Chúa Giêsu không thể nào các vị thánh khắc họa được hoàn toàn trọn vẹn được. Tuy nhiên mỗi vị thánh có những cái nét đặc biệt và làm cho những người khác nhận ra được nơi cuộc đời của các ngài hình ảnh của Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa Giêsu. Khi chúng ta nói đến dòng Phanxicô, nói đến thánh Phanxicô, chúng ta nhớ đến một cái khuôn mặt hết sức là kỳ diệu, sống khó nghèo. Chúng ta nói đến các thánh thánh như là thánh Đa Minh, chúng ta nói cái sự giảng thuyết về lòng yêu mến Chúa, giảng thuyết và muốn cho mọi người được trở lại với cái chân lý, sự thật của tin mừng. Về thánh Alphonso thì thật mà khó nói. Khó nói ở chỗ cũng như các vị thánh khác, Ngài luôn luôn có lòng yêu mến và cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu mến Ngài, và vì thế Ngài đáp trả tình yêu của Thiên Chúa đối với Ngài một cách trọn vẹn cũng như bao nhiêu vị thánh thánh khác. Và rồi sự đáp trả đó nó được diễn tả bằng nhiều cách thế, mà có lẽ thánh Alphonso là một trong những ít vị thánh có những nét hết sức là độc đáo. Như đã nói, thánh Alphonso rồi là thánh mục tử, giám mục và tiến sĩ hội thánh, rồi giáo hội cũng vào thời Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cũng đặt Ngài làm bổn mang các nhà thần học luân lý, các cha giải tội. Và rồi chúng ta cũng có thể nói đến Ngài là tiến sĩ cầu nguyện, tiến sĩ nhiệt thành. Và nếu như chúng ta được biết rằng là Ngài gọi là đa tài, vẽ cũng được, sáng tác nhạc cũng được, và bài Hội Nhạc Thiên Quốc chúng ta vẫn hát mỗi một mùa Giáng sinh cũng là do Ngài sáng tác. Viết sách 111 cuốn sách. Và rồi cái sự cầu nguyện thì không thể nào mà chúng ta khó có thể theo được. Tuy nhiên tất cả những cái điều mà Thiên Chúa ban cho Ngài, những tài năng Chúa ban cho Ngài, chỉ với và Ngài đã sử dụng, đã tận dụng
tối đa với một mục đích gì hơn, không gì hơn, đó là giúp cho mọi người nhận ra được tình yêu thương của Thiên Chúa. Chỉ có vậy. Và vì thế Thánh Alphonso, một vị thánh sinh năm 1696, qua đời năm 1787, 91 tuổi. Do đó làm thánh, nếu ai muốn làm thánh thì sẽ sống lâu, đừng có sợ làm thánh phải chết sớm. Ngài con nhà quyền quý, cha của Ngài là vị đô đốc chỉ huy hạm đội hoàng gia ở Neapoli. Lúc đó nước Ý vào thế kỷ thứ 18 vẫn chưa phải, thứ 17, 18 chưa phải là một cái đất nước thống nhất cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Và vì thế là gia đình quý tộc, và Ngài là con trưởng, và vì thế bao nhiêu những cái mong đợi hoài vọng của gia đình, đặc biệt của cha Ngài, đặt trên vai của Ngài. Và Ngài đã không phụ lòng người cha và gia đình nói chung. 16 tuổi đã đậu tiến sĩ cả luật đạo luật đời, và ra làm, đi làm luật sư biện hộ cho khách hàng. Và vụ kiện nào Ngài cũng thắng cả, cho đến một cái vụ kiện mà chắc là Thiên Chúa Ngài đã cho phép sự kiện xảy ra như vậy, để rồi Ngài quên một cái lỗi kỹ thuật trong cái luật. Cuối cùng Ngài thất bại. Có một số nhà viết sử nói rằng là có lẽ là cũng một phần là do cái vấn đề tiền bạc của ảnh hưởng đến cái quan tòa. Chúng ta không biết được như thế nào, nhưng mà chắc chắn rằng Ngài cũng đã quên sót một phần nào đó trong cái lập luận của Ngài. Nhưng mà qua đó, qua cái sự kiện đó thì Ngài đã được Thiên Chúa mở mắt cho thấy rằng là mọi sự đều là phù vân, để rồi giúp cho Ngài có một cái quyết định, đó là tặng hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa trong đời sống tu trì. Thánh Alphonso mặc dù là gia đình quyền quý, nhưng Ngài không phải là một người con là hư hỏng theo bình thường thời bây giờ. Thời niên thiếu của Ngài hết sức là đạo đức, thánh thiện, phải nói như vậy. Và đó là nhờ ơn công của người mẹ của Ngài đã hướng dẫn con cái. Và ngay từ nhỏ, trong lúc chơi vui đùa với bạn bè, khi mà bạn bè thua cuộc, nổi nóng, chửi thề, thì Ngài vắt lại tất cả những cái đồ Ngài thắng vào nhà thờ cầu nguyện, cho chúng ta thấy ngay từ nhỏ Ngài đã được người mẹ chăm sóc hết sức đặc biệt, cùng với những anh chị em khác trong gia, người em khác trong gia đình. Để rồi từ đó Thiên Chúa hướng dẫn cuộc sống của Ngài, cho Ngài được nhận ra được tình yêu thương của Chúa. Và rồi khi Ngài từ giã cái pháp đình, Ngài dâng cái thanh gươm quý tộc ở bàn thờ Đức Mẹ trong một nhà thờ, và Ngài quyết định sống cuộc đời hiến dâng cho Chúa trong đời sống tu trì. Và Ngài đã thực hiện điều đó bất kể cái sự van nài của người cha muốn Ngài phải ở lại với đời sống thế gian để làm nở mày nở mặt cho gia đình. Mà rồi Ngài đã cương quyết đi tu, và Ngài làm linh mục cho giáo phận, tổng giáo phận ở đó Neapoli. Nhưng mà điều đó cũng chưa phải là cái đích điểm cuối cùng trong cuộc đời của Ngài. Bởi vì Ngài là người yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ hết sức là đặc biệt. Và vì thế Ngài nhạy cảm trước những cái nhu cầu thiếu thốn về tâm linh của anh chị em của mình, đặc biệt những người nghèo, những người thất học, những người khô rách áo ôm, những người ăn mày ở thành phố Neapoli. Và thời bấy giờ có trên 10.000 linh mục, 10.000 linh mục. Nếu bà và anh chị em có dịp đi Neapoli ngày nay, đương nhiên là nó phồn thịnh hơn, nó to hơn. Nhưng mà tưởng tượng vào thế kỷ thứ 18, 10.000 linh mục, dĩ nhiên không có đủ nhà thờ để cho các ngài đâu. Thường thì các gia đình quý tộc, người ta trong nhà người ta làm một cái nhà nguyện riêng, thì do đó là làm, tức là linh mục tại gia thôi, làm lễ vậy thôi, cho gia đình vậy thôi.
Trong lúc đó ở ngoài đồng quê, ở ngoài ngoại ô, biết bao nhiêu những người đã không biết đến Chúa, hay là biết đến Chúa một cách lờ mờ. Đó là chưa kể Thánh Alphonso, ngài mặc dầu là linh mục giáo phận, ngài đã rao giảng ngay cả những anh chị em nghèo. Ngài chịu khó thức khuya để những anh chị em lao động vất vả hàng ngày, về cuối ngày sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì ngài cũng ra nói chuyện giảng về lời Chúa cho những anh chị em đó. Đó là một tấm gương hết sức là nhiệt thành, mà chỉ có thể giải thích được rằng bởi vì lòng yêu mến Chúa quá sức thì ngài thấy rằng là ngài cần phải làm cho Chúa một điều gì đó như là một sự đáp trả. Và cuối cùng vào năm 1732 ngài đã thành lập dòng Chúa Cứu Thế. Và sau khi ngài đi ra ngoại ô Neapoli, thấy biết bao nhiêu những người không biết Chúa, những người nghèo, những người chăn chiên chăn cừu, chẳng biết gì về đạo Chúa cả. Và cuối cùng ngài thành lập với một mục đích là có một nhóm anh em tu sĩ, nam tu sĩ dấn thân cho những người nghèo, những người tất bạc. Và dĩ nhiên cái sự nghèo khó đó không chỉ hệ tại ở chỗ vấn đề tiền bạc, nhưng mà vấn đề tâm linh, vấn đề đời sống thiêng liêng. Và rất là khó khăn khi ngài thành lập nhà dòng vào năm 1732. Những người linh mục ban đầu cùng đi với ngài chỉ vài tháng sau đã bỏ cuộc, bởi vì cái sự khác biệt về cái cách để cho dòng tu được tiến triển ra sao, cách hành, cách hoạt động như thế nào. Cuối cùng sau vài tháng chỉ có ngài và một ông thầy. Nhưng mà ngài không lấy đó làm buồn. Dĩ nhiên có buồn nhưng mà không chán nản, bởi vì ngài biết rằng cái sứ mạng của ngài và dòng Chúa Cứu Thế không phải là ngài sáng lập, mà chính Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu. Và vì thế cảm tạ ơn Chúa và dòng cũng đã phát triển. Và ngày hôm nay dòng Chúa Thế là một trong 10 dòng nam lớn nhất của giáo hội, dòng giáo hoàng. Nói về vấn đề nhân số và cuộc đời Thánh Alphonso, ngài tìm mọi cách và phát triển mọi cái năng khiếu Chúa ban cho để phục vụ những anh chị em nghèo hèn, những chị em khốn khổ. Như đã nói, từ việc viết sách, sách lớn cũng có, sách nhỏ cũng có. Và cho đến ngày hôm nay, sách của ngài vẫn còn được sử dụng. Sách Viếng Thánh Thể được dịch ra nhiều thứ tiếng, và hiện nay vẫn còn, người ta vẫn còn dùng sách của ngài Viếng Thánh Thể và Viếng Đức Mẹ, bộ sách Thần Học Luân Lý. Và qua đó thì giáo hội đã tuyên, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tuyên phong ngài là tiến sĩ, là bổn mạng của các nhà thần học luân lý. Và dĩ nhiên cái đời sống cầu nguyện của ngài là thật sự hết sức là mạnh mẽ. Viết sách như vậy, làm việc như vậy mà mỗi ngày vẫn để ra 8 tiếng để cầu nguyện. 8 tiếng đồng hồ. 8 tiếng đồng hồ. Và bởi vì đối tượng của ngài là những người nghèo khổ, những người thất học, những người không có biết nhiều về đạo Chúa, và vì thế ngài viết sách và ngài giảng rất là đơn sơ. Nếu ông bà và anh chị em có dịp đi qua bên Ý, đến Pagani cũng gần Neapoli là nơi sinh trưởng của ngài, tới đến nhà nguyện của nhà dòng ở đó, nhà nguyện nhỏ ngày xưa, người ta sẽ chỉ cho chúng ta thấy nơi đó ngày xưa thời Thánh Alphonso có một cha trong nhà dòng lên giảng, và ngài nói văn hoa đủ cả, đến nỗi Thánh Alphonso phải kéo cổ xuống, gọi là nôm na là nghĩa đen là như vậy, phải kéo xuống để cho chúng ta thấy rằng là Thánh Alphonso ngài hết sức là quan tâm đến phần hồn, đến phần cứu rỗi của những anh chị em. Và ngài trong sách giáo lý giáo hội công giáo ngày hôm nay vẫn còn để trong đó một cái câu trích dẫn của ngài về cái sự cầu nguyện, đó là trong cái
số 2744. Ai cầu nguyện chắc chắn sẽ được cứu rỗi, ai không cầu nguyện chắc chắn sẽ bị án phạt. Ai cầu nguyện sẽ được cứu rỗi, ai không cầu nguyện chắc chắn sẽ bị án phạt. Và Ngài viết sách những cái câu, và những cái câu rất là đơn giản, để cho mọi người nhận ra được cái hồng ân của Thiên Chúa, tình yêu thương của Thiên Chúa đối với họ, để rồi họ phải đáp trả. Ngài viết như thế này: thà mất hết tất cả mọi sự, nhưng miễn sao đừng mất Chúa là đủ rồi. Rất là đơn giản, rất là đơn sơ. Nhưng mà nếu như chúng ta chịu khó đọc và suy gẫm, chúng ta sẽ thấy nó có ý nghĩa như thế nào. Mọi sự tốt lành hiện tại ở lòng yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa là gì? Là phải thực thi thánh y Chúa, chỉ vậy thôi. Và điều đó Công đồng Vatican II cũng nhắc lại, sự thánh thiện hiện tại ở việc thực hành thánh y Chúa. Sự giàu có của ta là cầu nguyện. Ngày nào không cầu nguyện là ngày vất bỏ. Bỏ cầu nguyện là tự dìm mình vào hỏa ngục. Và Ngài cũng viết tiếp: ai chỉ ước ao một mình Thiên Chúa là kẻ giàu có và hạnh phúc nhất đời. Tất cả những cái câu Ngài viết ra để giúp cho mọi người nhận được cái giá trị, cái cuộc sống đời đời, nhận ra được tình yêu thương của Thiên Chúa đối với họ, để rồi từ đó có một đáp trả xứng đáng bằng cuộc sống của mình. Ngày hôm nay khi chúng ta mừng lễ Thánh Năm Phong Sô, một vị thánh đa tài, có lẽ không ai chúng ta có thể bắt chước Ngài, từ hội họa đến âm nhạc, đến viết sách, đến cầu nguyện, vân vân. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta không được mời gọi để theo chân của Ngài cách nào đó, để họa lại hình ảnh Chúa Kitô trong cuộc đời của chúng ta. Nơi Thánh Năm Phong Sô có một cái tinh thần yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Và Ngài luôn luôn nhắc nhở các sĩ tử dòng Chúa Thế phải tận dụng thời gian, đừng phí bỏ thời gian. Và vì thế chúng ta thấy mỗi ngày cầu nguyện tới 8 tiếng mà vẫn viết sách rất là mạnh tay, rất là nhiều. Chỉ có tâm hồn những người yêu mến Chúa mới tận dụng được khả năng Chúa ban cho, mới tận dụng được cái thời giờ Chúa ban cho để làm giàu cho Chúa, làm giàu nước trời. Ước gì qua việc mừng lễ Thánh Ăn Phong Sô ngày hôm nay, xin Chúa giúp cho chúng ta được nhận ra được tình yêu thương của Chúa đối với một người trong chúng ta, để chúng ta có một cái sự đáp trả, cố gắng hơn đáp trả tình yêu thương của Chúa một cách trọn vẹn hơn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đừng có dính bén nhiều với những gì làm chúng ta xa Chúa, làm chúng ta mất Chúa. Sự cầu nguyện, cái sự sống còn của chúng ta, Thánh Ăn Phong Sô nhắc đi nhắc lại, giáo hội cũng nhắc đi nhắc lại, mà có lẽ nhiều khi chúng ta quên, hay là chúng ta để cho những điều khác chi phối trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không, Thánh Ăn Phong Sô cũng nhắc cho chúng ta biết, nếu chỉ ước ao một mình Thiên Chúa là giàu có lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Coi thử cuộc đời của chúng ta có ước ao gì hơn ngoài Chúa? Và nếu như chúng ta ước ao cái điều gì khác ngoài Chúa và hơn Chúa nữa, thì chúng ta sẽ phải xem lại cuộc sống của chúng ta. Và xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Ăn Phong Sô giúp cho chúng ta được cố gắng mỗi một ngày để đáp trả tình yêu thương của Chúa, của Mẹ đối với chúng ta, để rồi mỗi một ngày sống của chúng ta, mỗi một giây phút sống của chúng ta là một lời, một bài hát, như là một bài hát, như là một cuốn sách, như là những lời cầu của chúng ta dâng lên Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiến Fatima báo trước cuộc chiến cuối cùng sẽ xảy ra trong hôn nhân gia đình. Chị Lucia dos Santos, một trong ba trẻ chứng kiến mẹ Maria hiện ra ở Fatima, qua đời năm 2005. Nhưng trước khi chết, chị báo trước cuộc chiến cuối cùng giữa Chúa Kitô và Satan sẽ xảy ra trong hôn nhân và gia đình. Những lời trên là của Hồng Y Carlo Caffera, người cho rằng chị Lucia đã gửi ngài một bức thơ với lời tin đoán khi ngài còn là tổng giám mục Bogota thuộc Ý. Lời nói của sơ Lucia được diễn đạt trong lễ tân phong giáo hoàng chân phước Gioan Paolo đệ nhị, được nhắc lại gần đây trong tuần báo Des de la Fe, hay từ đức tin của tổng giáo phận Mexico khi có cuộc tranh luận do tổng thống Enrique Peña Nieto khi gần đây tuyên bố ý định cho phép hôn nhân đồng tính trong nước này. Tuần báo của Mexico nhắc lại tuyên bố của Hồng Y Caffera với giới báo chí Ý vào năm 2008, 3 năm sau cái chết của sơ Lucia. Vào ngày 16 tháng 2 năm 2008, vị Hồng Y Ý dâng thánh lễ tại mộ cha Pio và sau đó cho buổi phỏng vấn với Telerio Padre Pio. Ngài được hỏi về lời tiên tri của sơ Lucia dos Santos, nói về cuộc chiến cuối cùng giữa Chúa và vương quốc của Satan. Ba Lan, thánh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31. Chiều thứ Ba ngày 26 tháng 7 năm 2016, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 đã chính thức khai mạc với thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Stanislaw Ziwis, Tổng giám mục Krakow chủ tế. Cơn mưa chiều dần tan, nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ. Gần 200.000 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới trong những chiếc áo mưa đủ màu sắc tuôn về cánh đồng Polonia để tham dự thánh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt đáp lại đời Đức Hồng Y Ziwis, chào mừng các bạn trẻ bằng nhiều thứ tiếng trước khi bắt đầu thánh lễ. Trên lễ đài, bức ảnh nền đất lớn Lòng Chúa Thương Xót của Thánh Faustina nêu bật chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần này: phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Ziwis kêu gọi những người trẻ cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố gần đây, và đặc biệt là vị linh mục cao niên vừa bị sát hại khi đang dâng thánh lễ tại Pháp. Đó là cha Jacques Hamel, 86 tuổi, một linh mục đã nghỉ hưu. Chúng ta muốn sống trong hòa bình và chúng ta cầu nguyện cho bạo lực và bất công chấm dứt. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Stanislaw Ziwis đặt ra ba câu hỏi: chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đang ở đâu trong ngày hôm nay? Vào lúc này của cuộc sống chúng ta, và chúng ta sẽ đi đâu? Sẽ mang theo những gì? Và Ngài kêu gọi các bạn trẻ, khi trở về đất nước các bạn, về với gia đình và cộng đoàn của các bạn, hãy mang theo tia lửa của lòng thương xót, nhắc nhở mọi người rằng phúc cho ai thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Hãy mang theo ngọn lửa đức tin của các bạn và thắp lên những ngọn lửa khác, để trái tim con người sẽ cùng nhịp đập với trái tim của Chúa Kitô, là ngọn lửa tình yêu hằng cháy. Tin từ Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi giới trẻ giáo phận Brownsville, Texas. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp video cho các người trẻ của giáo phận Brownsville, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Giáo phận Brownsville nằm sát biên giới Mexico và được xem là một trong những vùng nghèo nhất của Hoa Kỳ. Các bạn trẻ học nhau vào ngày lễ Thánh Anna, bổn mạng của giáo xứ nơi họ tụ họp, và cũng trùng với thời gian của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đang diễn ra tại Krakow, Ba Lan. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ của giáo phận Brownsville đang học nhau vào ngày lễ Thánh Anna, bà ngoại của Chúa Giêsu. Quý mến cha, biết các con học nhau ở Texas, rất gần với Mexico, gần với châu Mỹ Latin, mà cha biết là các con học nhau để liên kết trong tinh thần với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đang diễn ra tại Krakow. Cha muốn ở gần các con, cha muốn nói với các con là hãy luôn nhìn về phía trước, hãy hướng về chân trời, đừng để cuộc sống đặt các bức tường trước mặt các con. Hãy luôn luôn nhìn vào chân trời, hãy luôn luôn can đảm, ước muốn thêm nữa. Với sự can đảm, nhưng đồng thời đừng quên nhìn lại gia sản mà chúng con đã nhận từ tổ tiên, ông bà và cha mẹ của chúng con,
đừng quên nhìn lại gia sản đức tin mà chúng con đang có trong tay bây giờ để hướng về phía trước. Đức Thánh Cha nói, các con hãy sống cuộc sống một cách tràn đầy. Hôm nay, hãy đón nhận cuộc sống như nó đến và làm điều đó cho người khác. Hãy nắm bắt sự sống và đưa nó về phía trước, sử dụng nó cách hiệu quả và làm cho nó sinh hoa trái. Thiên Chúa gọi các con mang lại hoa trái. Ngài kêu gọi các con trao chuyển sự sống này cho người khác. Thiên Chúa gọi các con kiến tạo hy vọng. Ngài kêu các con nhận lấy lòng thương xót và trao ban nó. Thiên Chúa kêu gọi các con hạnh phúc. Đừng sợ hãi, đừng sợ hãi. Hãy sống cách viên mãn, đó là cuộc sống. Cha cầu chúc chúng con có một cuộc gặp gỡ các bạn trẻ tốt đẹp, hợp nhất với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, với các bạn trẻ ở Krakow. Hãy sống cách nhiệt tình, hăng hái và tiến bước. Xin Đức Trinh Nữ luôn gìn giữ các con và xin Chúa Giêsu chúc lành cho các con. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Cảm ơn các con. Ba Lan, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, một ngày suy niệm về đau khổ. Thứ Sáu ngày 29 tháng 7, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2016 tại Ba Lan bước sang ngày thứ ba. Trong thứ Sáu, các bạn trẻ khắp thế giới cùng theo bước Đức Thánh Cha Francisco. Đầu tiên, Đức Thánh Cha đi đến di tích trại tập trung Auschwitz vào lúc 9 giờ 30 sáng, viếng nơi Thánh Maximilian Kolbe bị giam giữ và tự đạo cách đây 75 năm. Đức Thánh Cha ghi vào sổ lưu niệm của khu di tích: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho tội ác chồng chất này. Sau đó, Đức Thánh Cha thăm trẻ em đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng của trường Đại học Krakow. Đây là một trong những bệnh viện lớn và danh tiếng nhất tại Ba Lan. Hàng năm, bệnh viện điều trị cho khoảng 50.000 bệnh nhi nội trú và 200.000 ngoại trú. Khi nói về chuyến viếng thăm bệnh viện, Đức Thánh Cha nói: Nơi đây, Chúa Giêsu đang chịu đau khổ. Nơi rất nhiều trẻ em đau ốm. Tôi luôn tự hỏi, vì sao trẻ em lại phải chịu đau khổ? Không có lời đáp nào trước những câu hỏi đó. Cuối cùng trong ngày thứ Sáu, Đức Thánh Cha suy niệm đàn thánh giá với 200.000 bạn trẻ tại công viên Plania ở Krakow. Buổi suy niệm cầu nguyện được tổ chức công phu, có sự phối hợp giữa đọc lời Chúa, bài hướng dẫn suy niệm và cầu nguyện, kết hợp với âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật vẽ tranh cát, gây ấn tượng và cảm xúc sâu xa, khiến cả biển người lắng vào suy tư, cảm động. Cuối buổi đi đàn thánh giá, Đức Thánh Cha chia sẻ với các tham dự viên Đại hội Giới Trẻ Thế Giới bài huấn từ. Đức Thánh Cha nói, chỉ có đường thánh giá mới đánh bại tội lỗi, sự giữ và sự chết. Vì đường thánh giá đưa đến ánh quang phục sinh của Chúa Kitô và mở ra chân trời của cuộc sống mới trọn vẹn hơn. Đó là đường hy vọng, đường của tương lai. Những ai quảng đại và tin tưởng nhận lấy con đường này sẽ mang lại niềm hy vọng và tương lai cho nhân loại. Thánh Ignacio Loyola, Linh Mục, Giáo hội mừng kính ngày 31 tháng 7. Thánh Ignacio sinh tại Loyola, miền Cantabria, nước Tây Ban Nha trong một gia đình giàu sang, phú quý và đầy thế giá vào năm 1493. Lớn lên như mọi chàng trai trong nước Tây Ban Nha lúc đó, Thánh Ignacio đã nhập ngũ và bị thương khi quân đội Tây Ban Nha giao tranh với quân đội Pháp ở Pampelune. Thời gian nằm bệnh viện, Chúa đã thúc đẩy thánh nhân đọc những sách đạo đức và Chúa đã thúc giục ngài hãy bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Năm 1523, thánh nhân bắt đầu cuộc đời tu tập. Sau khi đã bỏ thanh kiếm quý tộc của mình ở bàn thờ Đức Trinh Nữ Maria tại Montserrat, thánh nhân sống một đời sống hòa lại tình yêu của Chúa Giêsu. Ngài đã sống khó nghèo như mọi người ăn mày, và trong giai đoạn này, Ngài đã viết nhiều sách rất có giá trị về mặt đạo đức và thiêng liêng.
vì nhiệt thành với Chúa và yêu thương các linh hồn. Vì nhiệt thành với Chúa và yêu thương các linh hồn, Thánh Ignacio đã quy tụ được 9 người bạn cùng chí hướng và trên ngọn đồi Montmartre. Thánh nhân đã đặt nền móng cho một dòng tu vào năm 1534 với lý tưởng tất cả cho vinh danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Thánh nhân đã đặt tên cho dòng của Ngài là dòng tên. Ngoài ba lời khuyên của tin mừng vào năm 1540, Thánh nhân còn thêm một lời khấn nữa là hiến mình cho công cuộc truyền giáo theo ý hướng của tòa thánh. Thánh nhân đã sống nhiệt thành với việc giảng dạy giáo lý và lòng đạo đức vượt bậc của Ngài đã giúp cho nước Chúa được phát triển và mở rộng khắp nơi. Thánh nhân đã sống theo lời Chúa, Thầy đến đem lửa vào trái đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên. Thánh Ignacio đã về với Chúa vào năm 1556, hưởng thọ 63 tuổi. Năm 1609, Đức Thánh Cha Phaolô V đã phong Ngài lên bậc chân phước. Năm 1623, Đức Giáo Hoàng Urbano VIII đã tôn Ngài lên bậc hiện thánh. Và vào năm 1922, Đức Thánh Cha Pio XI đặt Ngài làm đấng bảo trợ những tuần tĩnh tâm. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội một chiến sĩ kiên trường là Thánh Ignacio để làm cho danh Chúa thêm vinh quang rực rỡ. Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của Thánh nhân, xin cho chúng con ở đời này biết hăng say chiến đấu để đời sau được cùng Người lãnh phần thưởng vinh quang Chúa hứa ban. Vì nhiệt thành với Chúa và yêu thương các linh hồn, Thánh Ignacio đã quy tụ được 9 người bạn cùng chí hướng và trên ngọn đồi Montmartre. Thánh nhân đã đặt nền móng cho một dòng tu vào năm 1534 với lý tưởng tất cả cho vinh danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Thánh nhân đã đặt tên cho dòng của Ngài là dòng tên. Ngoài ba lời khuyên của tin mừng vào năm 1540, Thánh nhân còn thêm một lời khấn nữa là hiến mình cho công cuộc truyền giáo theo ý hướng của tòa thánh. Thánh nhân đã sống nhiệt thành với việc giảng dạy giáo lý và lòng đạo đức vượt bậc của Ngài đã giúp cho nước Chúa được phát triển và mở rộng khắp nơi. Thánh nhân đã sống theo lời Chúa, Thầy đến đem lửa vào trái đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên. Thánh Ignacio đã về với Chúa vào năm 1556, hưởng thọ 63 tuổi. Năm 1609, Đức Thánh Cha Phaolô V đã phong Ngài lên bậc chân phước. Năm 1623, Đức Giáo Hoàng Urbano VIII đã tôn Ngài lên bậc hiện thánh. Và vào năm 1922, Đức Thánh Cha Pio XI đặt Ngài làm đấng bảo trợ những tuần tĩnh tâm. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội một chiến sĩ kiên trường là Thánh Ignacio để làm cho danh Chúa thêm vinh quang rực rỡ. Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của Thánh nhân, xin cho chúng con ở đời này biết hăng say chiến đấu để đời sau được cùng Người lãnh phần thưởng vinh quang Chúa hứa ban. Quý ông bà anh chị em thân mến, chương trình tin mừng hôm nay xin được tạm kết thúc nơi đây. Tuyết Phương và Minh Đông xin kính chúc quý ông bà anh chị em luôn được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Cứu Thế và mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp. Và xin hẹn gặp quý ông bà anh chị em trong chương trình kỳ tới.